We have located the new ring. Send the Nazgul. All of them. I know what you fear, Tony. Bên cạnh những câu chuyện và các bộ phim về thế giới trôi nhẫn đã được phát sóng trên màn ảnh, thì còn một khía cạnh nữa cũng đã được khai thác, đó chính là các tựa game, nơi chúng ta được trải nghiệm một phần về thế giới của Trung Điện thiết thực nhất của hiện tại. Có rất nhiều tựa game mô phỏng về thế giới trôi nhẫn đã được đông đảo fan hâm mộ trên khắp thế giới đón nhận với đủ các thể loại như là thẻ bài, hành động hay chiến thuật. Nhưng nổi tiếng gần đây nhất với đồ họa cũng là đẹp mắt nhất, đó sẽ là hai bộ game Midas Shadow of Mordor và Midas Shadow of War với trải nghiệm thực tế nhất nhưng cũng khá là mặn với những ai không sở hữu một cây máy tính có hình cao. Bỏ qua vấn đề trải nghiệm game này ra sao thì chúng ta có một vấn đề thắc mắc mới, đó chính là nội dung trong game. Nó nói về vấn đề nào, mốc thời gian của game ra sao khi mà nhiều chi tiết khá là lạ lẫm với nhiều người. Video này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cốt truyện trong game Midas Shadow of Mordor để hiểu rõ hơn về game cũng như tránh hiểu sai nhiều vấn đề khi sự cải biên trong game là quá lớn. Master, and give him this message. I come for him. Midas Shadow of Mordor, người chết phục hận, kể về hành trình báo thù của Talion với sự giúp đỡ của Celebimbor, một hồn ma cổ xưa đầy bí ẩn. Mà ở đây chúng ta đều biết rõ được rằng đó chính là ai. Cốt truyện Midas Shadow of Mordor có rất nhiều thứ dính dáng tới thế giới trôi nhẫn, nhưng nhân vật chính của nó lại làm độc lập riêng rẽ, nói thẳng ra là các cụ chế thêm vào, không là bất kỳ ai trong thế giới của trôi nhẫn cả. Phải nói rằng, những nhà viết kịch bản cho game đã rất khôn khéo khi lồng ghép các sự kiện của lịch sử Trung Địa trùng khớp với quá trình chơi, nhưng vẫn không làm mất đi bản sắc riêng của game. Nhân vật chính trong cốt truyện Midas Shadow of Mordor là Talion, một đội trưởng của đội binh lính Gondor. Anh ta có một gia đình hạnh phúc với cô vợ xinh đẹp và cậu con trai cũng đi theo nghiệp của mình. Đáng tiếc là những ngày tươi đẹp của Talion không được kéo dài lâu khi mà tiền đồn của anh ta đã bị quân đội Sauron tấn công. Toàn bộ lực lượng binh lính Gondor đóng tại đó đều đã bị tiêu diệt. Gia đình của Talion cũng bị bắt giữ, bản thân anh ta cũng đã phải chứng kiến vợ và con của mình bị sát hại ngay trước mặt. Cuối cùng, Talion cũng bị xử tử bởi bọn chúng. Việc quân đội Sauron tấn công doanh trại Gondor cũng như bắt giữ và xử tử gia đình Talion là để phục vụ cho nghi thức triệu hồi Celebimbor, người đang nắm giữ nhiều bí mật về các chiếc nhẫn sức mạnh, thứ mà Sauron muốn chiếm lấy. Celebimbor thực sự đã được triệu hồi nhờ vào nghi thức này. Ông ta đã hợp nhất với cơ thể của Talion và cứu anh ta khỏi cái chết cận kề. Bản thân Celebimbor trong quá trình này cũng đã bị mất trí nhớ, nhưng vẫn còn giữ nguyên lòng căm thù tuột cùng với quân đội của Sauron. Do đó, Celebimbor đã thỏa thuận với Talion là sẽ cho anh ta mượn sức mạnh của mình. Đổi lại, ông ta sẽ tạm thời mượn thể xác của Talion để có thể lấy được lại ký ức của mình. Họ đã cùng nhau tiêu diệt toàn bộ quân đội của Sauron tại tiền đồn Gondor, sau đó họ tiến vào doanh trại của đám Uru tại vùng đất của Mordor trong quá trình trả thù của mình. Bỏ lại tiền đồn bị phá hủy sau lưng, Talion và Celebimbor đã cùng nhau lên đường đi vào vùng đất Mordor để trả thù, đầu tiên là tay sai của Sauron, Blackhand, người đã chính tay sát hại gia đình của Talion. Thể xác của Talion lúc này đã cùng tồn tại với Celebimbor, giúp ông ta có thể tạm thời tương tác với mọi vật xung quanh, mặc dù vẫn đang là một linh hồn. Mặc dù Celebimbor đã bị mất trí nhớ, nhưng vẫn là một chiến binh cực kỳ tài giỏi, đặc biệt là tài năng sử dụng cung tên của thiên tộc. Khi ở dạng linh hồn, các mũi tên của Celebimbor bắn ra có thể lập tức giết chết đối thủ. Là một linh hồn bị trói buộc bởi chiếc nhẫn chúa, nên Celebimbor sẽ không thể bị chết chừng nào nó vẫn còn tồn tại. Do đó, ông ta có thể hồi sinh Talion bất cứ khi nào mà anh ta chẳng may ngã xuống khi chiến đấu, cũng như cho Talion sức mạnh và tốc độ hoàn toàn vượt trội, vượt xa khỏi khả năng của con người. Bản thân Talion cũng là một chiến binh lão luyện với những kỹ năng chiến đấu và khả năng ám sát tuyệt đỉnh. Cặp đôi này đã cùng nhau lang thang khắp vùng Mordor, tiêu diệt bọn Uru cả đường, cũng như tìm kiếm các manh mối tới với pháo đài Blackhand đang trú ngụ.
Trong quá trình tìm kiếm, Talon vô tình gặp được Gollum, cũng đang lang thang vô định ở Modo. Do cũng là một kẻ từng chạm vào chiếc nhẫn chúa, Gollum cũng có khả năng nhìn được thấy linh hồn của Claymore, tin rằng kẻ này có thể chỉ mình tới chỗ của chiếc nhẫn chúa. Họ đã để cho Gollum chỉ đường trong Modo. Claymore tới những phế tích cổ xưa để giúp ông ta lấy lại trí nhớ. Cũng nhờ những phế tích này mà Claymore biết được rằng chân tướng của việc tại sao ông ta lại là một hồn ma, cũng như các ký ức về Sauron và các chiếc nhẫn sức mạnh. Với việc là một người từng tiếp xúc với chiếc nhẫn chúa, Claymore có thể sử dụng được thứ sức mạnh gọi là Branding, thứ giúp ông ta có thể thao túng được tâm trí người khác và biến Nu'uru làm tay sai cho chính mình. Để dụ được tên Blackhand ra khỏi chỗ trú ngụ, Talon đã tìm cách làm xáo trộn các danh trại Uru. Anh ta tìm được một tên đội trưởng Orc có tên là Rasbach. Hắn đã đề nghị sẽ giúp cho Talon tới được chỗ của Blackhand nếu như anh ta giúp cho hắn leo được lên hàng ngũ cao hơn trong quân đội của Sauron. Cũng trong thời gian này, Talon tình cờ gặp một chiến binh Gondor khác có tên là Hugen, người đang chỉ huy một nhóm quân nổi dậy nhỏ với lòng cốt là số nô lệ đã bị bắt giữ ngay trong lòng của Modo. Talon đã cùng lúc làm cả hai việc khi từ từ tiêu diệt hết đám cấp trên của Rasbach và đưa hắn lên đứng đầu cả một nhánh quân Uru. Với sự giúp đỡ của Rasbach, Talon đã giải cứu luôn số nô lệ đang bị bắt giữ và phá hủy luôn bức tượng của Sauron đang xây dựng dở tại đây. Hành động này đã khiến bọn Uru chỉ huy hoảng loạn, đánh động một trong ba tên tay sao cao cấp là Hammer of Sauron đến để điều tra. Hắn đã ngay lập tức xử tử ngay kẻ phản bội, nhưng sau đó đã bị Talon và Claymore tiêu diệt. Sau đó, Talon và Claymore đã gặp được Lithariel, chỉ huy trưởng của bộ tộc bản địa gần đó. Đây là một nhánh nhỏ của đám cướp biển Corsair, định cư trên bờ biển Nun vài trăm năm về trước. Giờ đây, khi Sauron quay trở lại, họ mong muốn tìm kiếm một đồng minh mới để chống lại lực lượng của chúa tể bóng tối. Lithariel đã nói rằng mẹ của cô ta đã biết được chuyện của hai người và muốn ngỏ ý giúp Talon trong quá trình báo thù của anh ta. Talon đồng ý và được dẫn tới gặp công nương Marwen, mẹ của Lithariel, là tộc trưởng của bộ lạc này. Bà ta khuyên Claymore lên dùng sức mạnh của mình để chiếm quyền kiểm soát một đạo quân Uru, từ đó dùng nó để chống lại chính Sauron. Tuy vậy, Talon đã nhận ra rằng tâm trí của Marwen đang bị Saruman thao túng với mục đích chính là dẫn dụ anh ta vào bẫy để dễ bề bắt được Claymore. Talon đã nói chuyện này với Lithariel, sau đó cô ta đã phá hủy chiếc gậy mà mẹ mình đang cầm nhằm cắt đứt sự liên kết với Saruman và giải phóng được cho mẹ của mình. Tuy vậy, Talon vẫn làm theo lời khuyên của Saruman. Để thực hiện kế hoạch riêng của mình, anh ta dùng tới khả năng tẩy não của Claymore để tạo ra một đội quân Uru hùng hậu. Sau đó, mở một cuộc tấn công rầm rộ thẳng vào đầu não của Blackhand tại pháo đài nằm sâu trong Modo. Đón tiếp hai người là tên tay sai thứ hai của Sauron. Hắn cũng đã phải chịu chung số phận với những tên thủ lĩnh khác khi đã bị Talon tiêu diệt. Cuối cùng, Talon đã đuổi được theo Blackhand và hai người đã chạm trán nhau trong một trận đấu tay đôi. Nhưng điều mà Talon không ngờ tới đó là Blackhand đã tự yểm một phép thuật lên chính bản thân mình, hồi phục lại mảnh ký ức cuối cùng của Claymore và tách rời linh hồn ông ta ra khỏi thân xác Talon. Nếu việc này thành công thì không chỉ Talon sẽ chết ngay lập tức mà chính linh hồn của Claymore cũng sẽ bị cầm tù trong thân xác của Blackhand và chịu sự kiểm soát của Sauron. Nhưng điều mà Sauron không ngờ tới là bằng sức mạnh của người đã từng chạm vào chiếc nhẫn chúa, Claymore cũng đủ sức để khiến cho Sauron lúc này đang kiểm soát thân xác của Blackhand bị bất động trong giây lát, tạo điều kiện cho Talon chém vào phần cơ thể phàm trần của chúa tể bóng tối. Blackhand đã gục ngã và Sauron buộc phải trở về thân xác thật của mình. Hành trình báo thù của Talon coi như đã hoàn thành, còn Claymore thì tỏ ý muốn lên đường tìm về thiên quốc Valinor. Nhưng Talon lại có một kế hoạch táo bạo hơn rất nhiều, đó là đi đến đỉnh núi Doom và giúp cho Claymore tạo ra một chiếc nhẫn chúa thứ hai với mục đích là lật đổ chính chúa tể bóng tối Sauron.
has come for a new ring. Tới đây là kết thúc toàn bộ cốt truyện của Mid-Earth Saga of Mordo. Nội dung sau đó sẽ là phần thứ 2 của tựa game, đó chính là Mid-Earth Saga of War. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc tới sự kiện trong game sẽ diễn ra vào thời điểm nào. Thì đầu tiên, phải khẳng định rõ rằng đây là một câu chuyện hoàn toàn khác, nó chỉ dựa trên cốt truyện lịch sử của Trung Địa. Nói nôm na thì mọi người cứ hình dung tới việc dòng thời gian bị phân nhánh như trong timeline của MCU đi. Nó vẫn lấy chọn lịch sử của Trung Địa nhưng lại được rẽ sang hướng khác ở thời điểm xuất hiện Tharian. Lịch sử về Sauron và Celebrimbor thì vẫn được giữ nguyên, nhưng dòng thời gian về các sự kiện tại Gondor thì đã bị xáo trộn một cách rõ rệt. Thứ nhất, game cho chúng ta biết rằng Sauron đã lộ diện và đang ở Mordo. Điều đó khẳng định đây là thời điểm sau trận đại chiến của năm cánh quân. Chi tiết Saruman góp mặt cho thấy ông ta đã về phe ác rồi. Các chi tiết cho thấy rằng Tharian đã ngăn chặn các thế lực bóng tối trong nhiều thập kỷ, tức là ít nhất cũng khoảng 20 năm, tức là mốc thời gian ổn định này phải trước những năm 3000 của kỷ thứ 3. Nhưng chi tiết gây rối ở đây lại là có sự xuất hiện của cả Gollum, điều mà phải những năm 3017-3018 mới diễn ra, chưa kể thành phố Minas Ithil bị thất thủ từ những năm 2000 rồi mà vẫn diễn ra song song được, cho thấy kỷ thứ 3 ở trong game đã bị xả nấu quá dã man. Nhưng mình vẫn có thể cho mọi người một mốc thời gian khả quan, mặc dù có nhiều chi tiết cải biên quá dữ, đó là mốc thời gian trong game sẽ chỉ quanh quẩn ở khoảng từ những năm 2950 tới những năm 3000 của kỷ thứ 3, đó sẽ là khoảng thời gian hợp lý nhất. Có nghĩa là câu chuyện trong game này sẽ diễn ra sau đại chiến của năm cánh quân và trước thời điểm Bilbo bàn giao lại chiếc nhẫn chúa cho Frodo rồi tới Rivendell. Mục đích của sự thay đổi cũng như tạo hẳn một dòng sự kiện khác biệt hoàn toàn so với nguyên tắc như vậy sẽ mang tới một trải nghiệm thú vị cho người chơi cũng như phục vụ các mục đích thương mại về quảng bá phim. Nếu một trò chơi mà mọi người biết trước được cái kết ra sao thì nó sẽ rất là nhàm chán và không mang lại doanh thu cho nhà phát hành. Chính điều đó đã dẫn tới việc Mid-Earth Saga of Mordo như một thế giới khác vậy. Đó là toàn bộ chia sẻ của mình về Mid-Earth Saga of Mordo, một trong những tư liệu mình hay dùng trên các video của mình. Ai từng chơi game này rồi thì cho mình biết trải nghiệm của mọi người về game này ra sao nhé. Và nếu mình thử live chơi game này rồi cùng nói chuyện phía với mọi người thì sao ta? Hãy để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần comment giúp mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could change. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group chúa nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của chúa nhẫn. Xin chào.